giật. Em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị quý hàng thân yêu. Ngày hôm nay là một buổi chiều ngày 29 tháng 7 năm 2020 và vẫn là công việc hàng ngày của em Hoàng An là lên sóng báo giá những mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương để cho anh chị quý hàng thân yêu tiện theo dõi anh chị nhé. Ngày hôm nay thì anh chị cũng biết thì sao mà em đeo khẩu trang đúng không ạ? Anh chị cũng biết rồi. Tình hình dịch bệnh rất là phức tạp, hiện tại đang rất là phức tạp và em Hoàng An muốn truyền đi thông điệp nhỏ thôi là mọi người hãy cùng nâng cao ý thức bảo vệ mình, bảo vệ sức khỏe của mình, bản thân và cộng đồng. Nhớ đeo khẩu trang anh chị nhé, nhưng đừng nên hoang mang quá anh chị nhé, mình cứ hết sức bình tĩnh thôi, tin vào Đảng, Nhà nước và hệ thống y tế của Việt Nam thì chúng ta sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn thử thách này anh chị nhé. Cái khu vực em Hoàng An đang đứng quay đây thì nó rất là thoáng và ít người, nên là em Hoàng An sẽ bỏ khẩu trang ra để nói cho nó rõ. Anh đứng gần cho một chút. Ngày hôm nay thì em Hoàng An sẽ lựa chọn 3 mẫu xe. Trước mắt anh chị đó là chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2016, một chiếc Chevrolet Cruze 2015 và một chiếc Corolla Altis 2017 form mới 2018. 3 mẫu xe này siêu thị ô tô Bình Dương thì em bán ra đều hỗ trợ ngân hàng tối đa trên toàn quốc. Bán xe có bảo hành và cam kết chất lượng, và tất cả xe Hoàng An báo ở đây là luôn luôn là cam kết chất lượng tuyệt đối cho anh chị. Anh chị khi mà xem video qua kênh YouTube An Ô Tô Bình Dương của em, rất mong anh chị ấn like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh, ủng hộ cho em anh chị nhé. Rồi sau đây em sẽ cầm máy và quay chi tiết từng mẫu xe một để cho anh chị tiện theo dõi. Ok. Rồi, em sẽ giới thiệu ngay vào chiếc Altis. Trước mắt anh chị là chiếc Corolla Altis 2017. Và đây là form mới 2018 anh chị nhá. 2018. Form mới 2018 rồi. Số tự động máy 1.8G, mang biển tỉnh anh chị nhá. Mang biển tỉnh. Và giá bán hiện tại bên em đang chào bán cho mẫu xe này là 665 triệu để sở hữu mẫu xe Altis. Một chiếc xe phân khúc hạng C, cực kỳ đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Altis thì rõ ràng không phải bàn quá nhiều. Đó là một mẫu xe quá là đình đám rồi. Rất là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và kiểu dáng cực kỳ đẹp đúng không anh chị? Đó, một mẫu xe rất là đẹp luôn. Ngày hôm nay thì em Hoàng lựa chọn ngẫu nhiên thôi, 3 mẫu xe gần nhau để quay. Đó là những mẫu xe mới nhất vừa về siêu thị ô tô Bình Dương, đã được rửa dọn và làm đẹp xe rồi. Chiếc xe này giá bán hiện tại đang là 665 triệu và còn thương lượng khi mà anh chị xem xe trực tiếp. Rất mong là anh chị bớt chút thời gian của mình nhé xem xe. Và nhớ mang theo khẩu trang anh chị nhé khi tới siêu thị ô tô Bình Dương. Một kiểu dáng cực kỳ đẹp bắt mắt đúng không ạ? Đó, anh chị có thấy nhé. Chiếc xe này cụm đèn pha. Đây, halogen kết hợp với giải LED. Đó, đèn bi gầm đây. Rất là đẹp. Kiểu dáng Altis màu trắng nhìn rất là trẻ trung đúng không ạ? Mới. Ô tô hiện tại của mẫu xe này đang là 46.000 km chuẩn luôn. 5 vỏ theo xe hết anh chị nhá. 5 vỏ xe. Và chiếc xe này thì sử dụng 4 thắng đĩa ABS này. Hệ thống cân bằng điện tử này, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Đầy đủ hết. Nói chung là với một chiếc xe tầm tiền phân khúc hạng C của Toyota thì rất nhiều cái option. Và đang sử dụng mâm đúc la răng 16 nha anh chị nhá. Mâm đúc rất là mới luôn. Đa chấu nhìn rất là bắt mắt. Phần thân xe thì anh chị cũng có thể thấy là sinh nhan tích hợp chân gương, cực kỳ đẹp luôn. Sinh nhan tích hợp chân gương anh chị nhé. Đó, sinh nhan tích hợp chân gương. Tất cả các tay nắm cửa đều mạ chrome sáng bóng. Đó, tất cả các tay nắm cửa đều mạ chrome. Lẹp kính inox đầy đủ hết. Anh chị nhé. Thời tiết nó rất là nắng nên là em lựa chọn cái khu vực có cây nhiều. Và cây nhiều thì nó lại hơi tối một chút. Kính mong chị thông cảm. Đây, vỏ theo xe hết anh chị nhé. Lốp theo xe thì đẹp đúng không ạ? Và mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe Altis này thì cũng rất là ok thôi. Đó, chỉ là khoảng 6 lít 5 cho địa hình kết hợp.
cực kỳ hợp lý đúng không ạ, cho một chiếc xe phân khúc hạng C, máy 1.8, cụm đèn hậu sau có trang bị một dải đèn LED sau 3D, nhìn cực kỳ đẹp. Đó, đặc biệt là buổi tối nhìn rất là chất luôn. Hai đèn phản quang ở dưới, xe được trang bị hai mắt cảm biến lùi. Đó, có cam lùi đầy đủ hết anh chị nhé. Cam lùi đầy đủ hết. Đây. Đó. Mình đồng rất là căng. Tất cả các kính chắn gió đều được dán phim cách nhiệt, lẹp kính inox đầy đủ hết rồi. Đó, cực kỳ hợp lý đúng không ạ? Rất đẹp luôn. 665 triệu anh chị nhé. Chiếc xe thì mang biển số tỉnh và một chủ mua mới từ đầu, một chủ mua mới từ đầu. Đây em sẽ giới thiệu cho anh chị khoang động cơ rồi và khoang nội thất anh chị nhé. Ở phần đầu xe thì được làm một đường lẹp mạ chrome từ đèn bên trái qua đèn bên phải, nhìn rất là sang, rất là sáng cái đầu xe. Đây em sẽ giới thiệu cho anh chị khoang động cơ. Một chiếc xe máy 1.8 rất là mới đúng không ạ? Anh mở cho em. Máy 1.8 rất là mới luôn. Đó, xe là bao zin tuyệt đối về máy móc. Đó, máy rất là mới đúng không anh chị? Máy atip rất đẹp luôn. Đẹp. Đây. Đó, các ốc cabo chưa tháo mở. 46 làn chuẩn anh chị nhé, bao chiếc nhất cho anh chị. Rất đẹp đúng không? Máy rất là sáng và mới. Nên những cái dấu chấm sơn của nhà sản xuất là còn đủ luôn. Cực kỳ liền lạc. Đây. Đó, đẹp chưa ạ? Rồi, em sẽ giới thiệu khoang nội thất. Ở nội thất của Atit thì là một tông màu đây. Tông màu kem chủ đạo, tông màu kem chủ đạo. Ghế da theo xe, có ghế chỉnh điện bên tài, ghế chỉnh điện bên tài. Đó, tất cả các hệ các tắp bi cửa này đều là một tông màu đen pha kem, nhìn rất là nổi bật và xa, rất là xa. Hốc lạnh. Gương cụp chỉnh điện ở đây anh chị nhé. Đó. Vô lăng tích hợp đầy đủ hết. Đó. Vô lăng tích hợp và ô đô đây. Ô đô mặt đồng hồ đây. Đang là 46.234 km. Bản này thì trang bị 4 túi khí. À đây, 6 túi khí nha anh chị nhé. 6 túi khí. Bản này được trang bị 6 túi khí. Đã có một cái màn hình giải trí ở đây khoảng 8 inch kết hợp chỉ đường USB, cam lùi đầy đủ hết. Đó, điều hòa auto. Đây, cục quần số đây. Cục số zig zag nha anh chị nhé. Nhìn rất là bắt mắt này. Atit thì chạy rất là đầm anh chị nhé. Cực kỳ đầm luôn. 665 triệu và có thương lượng khi mà anh chị đến xem xe. Đó, xe gia đình đi. Tuyệt đối là không có kinh doanh dịch vụ ở mẫu xe này. Nội thất rộng rãi ha. Rất là rộng rãi luôn. Rồi. Rồi ok, sau đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị sang hai mẫu Chevrolet Cruze 2015 và 2016. Đó. 2015 và 2016. Nhìn thấy tất cả anh chị. Khu vực này nó hơi nó rất là mát luôn. Đây, em sẽ gửi đến anh chị chiếc Chevrolet Cruze 2016 lần trước đi. Chiếc xe thì hiện tại đang mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe này là form mới, nhìn rất là đẹp. Và Chevrolet Cruze rõ ràng là một chiếc xe với tầm tiền quá là hợp lý, nhưng chất lượng xe rất là ok đúng không anh chị? Tầm tiền rất hợp lý, 368 triệu để sở hữu chiếc Chevrolet Cruze 2016 form mới này, cực kỳ đẹp đúng không ạ? 2016, xe rất là mới, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe được trang bị tất cả những cái tính năng an toàn nhất từ túi khí, thắng đĩa ABS. Đó.
cụm đèn pha đây, anh chị có thể thấy em đang bật đèn nha anh chị nhé, cụm đèn pha halogen kết hợp với một giải đèn led ngay đèn sương mù, và xung quanh cái hốc đèn sương mù đều được mạ chrome đó, sáng bóng đẹp đúng không ạ? Và mặt ca lăng mạ chrome hết. Chiếc xe đây máy 1.6 rất là mới luôn đó, rất là mới luôn, quá mới đúng không ạ? 368 triệu, và chiếc xe này thì ngân hàng có thể hỗ trợ anh chị đến 180 đến 200 triệu cho mẫu xe này, 180 đến 200 triệu. Chiếc xe sử dụng 4 thăng đi ABS anh chị nhé. Và chiếc xe này còn được vỏ theo xe này. Đó, còn vỏ theo xe. Và sử dụng mâm đúc la răng 16, còn vỏ theo xe anh chị nhé. Đó, vỏ rất là mới, không có chảy xước. Kính chiếu hậu, xi nhan tích hợp chân gương này. Đó, xi nhan tích hợp chân gương đầy đủ hết. Đó, tay lắm cửa mạ chrome này, lẹp kính inox đầy đủ hết. Đó. Đó. Mâm đúc rất là mới và sáng luôn. Ở phần đuôi cảng sau là một đường mạ chrome kéo dài từ cảng bên trái sang cảng bên phải, rất là sáng, cực kỳ sáng. Trang bị 4 mắt cảm biến lùi đằng sau này, 4 mắt cảm biến lùi, 4 mắt cảm biến lùi anh chị nhé. Xe rất là đẹp luôn. Hốp sau cực kỳ là rộng rãi. Đó. Với một chiếc xe phân khúc hạng C thì khoang lượng hành lý rất là rộng, cực kỳ rộng luôn. Đó. Form dáng rất là đẹp, màu trắng nhìn cực kỳ đẹp. Chỉ 368 triệu là anh chị đã sở hữu mẫu xe này rồi. Rồi, em sẽ giới thiệu cho anh chị đến khoang nội thất anh chị nhé. Đây, tất cả các bậc lên xuống ở các cửa đều có ốp inox chống chảy xước rồi. Và chiếc xe này thì còn ghế lì zin theo xe này, ghế lì zin theo xe. Đó. Đây, gương chỉnh điện này, gương cụp đây, gương cụp trong này, đầy đủ hết. Đó. Ghế lì zin theo xe rất là mới luôn. Nội thất thực sự là rất là mới, cực kỳ mới luôn. Ô tô chỉ có 29.130 km thôi, rất là mới. Đã có trang bị một cái đầu màn hình ở đây rồi, có chỉ đường này, cam lùi đầy đủ hết. Số rất là mới đúng không ạ? Đó, quá mới. Ghế lì nội thất rất là sạch, cực kỳ sạch. Đó. Trang bị hai túi khí hàng ghế trước anh chị nhé. Hai cái đèn trần luôn, hai cái đèn trần luôn. Đó, hai cái đèn trần luôn. Rồi. Đấy, tất cả các bậc lên xuống đều được ốp inox ở đây rồi. Và là một chiếc xe phân khúc hạng C nên là thiết kế nội thất rất là rộng rãi, cực kỳ rộng, rất rộng luôn. Tha hồ mình ngồi anh chị nhé. Đó. Chỉ 368 triệu thôi và ngân hàng hỗ trợ anh chị gần lên đến 180 đến 200 triệu cho mẫu xe này. Quá ok đúng không ạ? Rồi, em xin nhắc lại nhé, chiếc Chevette Cruze số sàn 2016 này giá bán hiện tại siêu thị ô tô Bình Dương đang chào bán với giá là 368 triệu. Rồi tiếp theo là chiếc Chevette Cruze nữa nhưng mà là sản xuất 2015 form cũ, chiếc xe mang biển tỉnh 325 triệu để sở hữu mẫu xe này. Ở chiếc xe này thì đã được chủ xe vào 4 vỏ mới này, rồi 4 cái mâm mới nhìn thể thao, rất là thể thao luôn. Cũng có thắng đĩa ABS này, xi nhan tích hợp chân gương, tay lắm cửa mạ chrome, đấy, lẹp kính inox đầy đủ hết, và vè mưa, kính chắn gió đều dán phim cách nhiệt đầy đủ hết. Đó, cực kỳ hợp lý đúng không ạ, cho chiếc xe này 325 triệu và còn hỗ trợ ngân hàng đến 170 triệu. Đó. Quá lý, màu đen anh chị nhé. Chiếc xe này được chủ xe trang bị một cái lẹp, cái lipo sau, cái lipo. Đó. Các đèn còn rất là mới và sáng. Đó.
4 mắt cảm biến lùi dưới. Đó. Cực kỳ đầy đủ. Khoang hành lý thì quá là rộng rồi, không có gì để bàn cho mẫu xe này. Đó. Đây. Không có dấu hiệu tháo mở anh chị nhá. Xe rất là zin, không có đâm đụng, cấn đụng làm sao. Và chiếc xe này thì đã được chủ xe dồn một cái màn hình Android rất là lớn. Đó. Có cam lùi ở đây. Đó, cam lùi ở đây. Đó. Máy 1.6. Thì đẹp đúng không ạ? 325 triệu và ngân hàng vẫn hỗ trợ cho chị 170 triệu. Đó. Xe đã dồn 4 vỏ mới này. 4 mâm. Đây, xe mở khoang nội thất đó. Xe quá đầy đủ rồi. Từ ghế da đã thuộc chủ xe lô này. Thảm lót sàn 6D này. Đấy. Phủ táp lô. Một cái màn hình Android đây, có kết hợp cam lùi, cam hành trình rồi, xịn sò rồi. Đầy đủ hết. Và đặc biệt ở đây cũng có một cái hộp để đồ, bệ tì tay ở đây, đấy, chủ xe rô luôn. Xe rất là tâm huyết, vào rất là nhiều đồ rồi. Đó, có cam hành trình trên luôn anh chị nhé. Vô lăng, đa chấu và tích hợp tính năng ở trên đây, chức năng. Rất là đầy đủ đúng không ạ? Đó. Có trần 6D luôn anh chị nhé. Đấy. Quá đầy đủ rồi. Rồi. Ok. Đó. Rất sạch sẽ đúng không ạ? Cực kỳ sạch sẽ và liền này. Thảm lót sàn rất là sạch. Thảm lót sàn này thì cũng không dưới 2 triệu đâu. Cực kỳ đầy đủ rồi. Xe này thì tất cả xe thì đồ chơi có tay lắm cửa chén cửa thì đã đầy đủ rồi. Và anh chị mua về chỉ việc chạy thôi. 325 triệu. Và em lưu ý lại là tất cả xe Hoàng An báo đều hỗ trợ ngân hàng, nhưng với điều kiện anh chị không có nợ xấu. Và đặc biệt với những anh chị có hộ khẩu tại các tỉnh xa thì mình phải đang sinh sống làm việc tại Bình Dương thì bên em mới hỗ trợ ngân hàng được. Còn tất cả những anh chị ở Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận như Long An hay là Tây Ninh thì em vẫn hỗ trợ ngân hàng được. Máy rất là mới này anh chị này. Vẫn là động cơ 1.6 thôi. Đó. Đấy, cực kỳ mới và sáng luôn. Rất là mới và sáng luôn ạ. 225 triệu. Rồi. Trên đây là 3 mẫu xe mà em Hoàng An sẽ nhắc lại nha. Giá nha anh chị nhá. Corolla Altis 2017 form mới 2018. Số tự động máy 1.8G. Giá bán hiện tại đang là 665 triệu để xíu một xe này. 665 triệu. Đó. 665 triệu anh chị nhá. Và chiếc xe này ngân hàng hỗ trợ anh chị 70% giá trị xe. Đó. 46.000 km. Tiếp theo là chiếc Chevrolet Cruze số sàn 2015 máy 1.6. Mang biển tỉnh, ngân hàng hỗ trợ anh chị đến 170 triệu. Đó. Tiếp theo là chiếc Chevrolet Cruze luôn. Số sàn sản xuất 2016 form mới rồi. 2016 anh chị nhá. Đó. Số sàn màu trắng. 368 triệu và ngân hàng hỗ trợ đến 200 triệu. Rồi, trên đây là 3 mẫu xe mà siêu thị ô tô Bình Dương em Hoàng An vừa gửi đến tất cả anh chị. Anh chị quan tâm về 3 mẫu xe này có thể lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương. Địa chỉ số 1968 ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để xem xe. Alo trực tiếp cho em An theo ai số hotline 0943444550 hoặc số điện thoại 0968390391 anh chị nhé. Rất cảm ơn anh chị và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian quan tâm theo dõi. Anh chị khi xem video qua YouTube của em, tiếc gì hãy ấn cho em một nút like, đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất về các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Em Hoàng An xin gửi lời chào và hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào và gặp lại anh chị.